Những thứ vốn tưởng không thể thiếu trong cuộc sống lại là những gì anh Hồ Văn Lang lần đầu tiên nhìn thấy. Hàng ngày những đứa trẻ trong làng đến trò chuyện, nhưng khó khăn lớn nhất đối với bố con anh chính là ngôn ngữ. Mọi thứ dường như đều mới mẻ, khiến hai con người 40 năm cách biệt phải làm quen lại từ đầu. Công việc mà anh Hồ Văn Lang có thể làm được ngay với cuộc sống mới là bổ củi. Những nhát dìu của anh Lang khỏe khoắn và dứt khoát, như anh đã từng vươn trải nơi rừng sâu để cha con anh có thể tự tồn tại. Còn giờ cuộc sống của hai cha con anh chỉ dựa vào gia đình anh Hồ Văn Lâm và người em ruột. Em là chắc không có gì mình để mình lo tạo cuộc sống chọn. Con nghèo đói nhưng hai nhà ai cũng vậy. Con vậy, hàng ti cũng vậy, nhưng mà về tới đây được yêu cầu nhà nước giúp đỡ, tạo điều kiện cho hai cha con sống hòa nhập với cộng đồng. Cũng chỉ đạo cho ngành chức năng quản lý và bảo vệ hai cụ và con để mà không để cụ lại tiếp tục là đi vào rừng sống như trước đây nữa. Và cái thứ ba nữa là chúng tôi sẽ tổ chức xây dựng cái nhà ở cho cụ để cụ ổn định về lâu dài. Tình trạng sức khỏe của bố anh Lang là ông Hồ Văn Thành đã tốt hơn sau 2 ngày điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tây Trà. Trước những khó khăn của hai cha con ông Hồ Văn Thành, huyện Tây Trà đã đến thăm và hỗ trợ 2 triệu đồng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến thăm hỗ trợ 5 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có kế hoạch hỗ trợ 5 triệu đồng và có phương án phối hợp cùng huyện Tây Trà để kịp thời làm nhà cho cha con ông Hồ Văn Thành. Trước đó, hai cha con ông Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi đã được chính quyền địa phương tìm thấy vào ngày 7 tháng 8. Qua ghi nhận tại địa phương thì do hoảng loạn trước cái chết thảm thương của mẹ và hai con trai khi bị bom nổ trúng nhà, ông Hồ Văn Thanh đã ôm đứa con hơn 1 tuổi là Hồ Văn Lang chạy vào rừng sâu sống cách biệt từ đó.